Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối nay, ngày 8 tháng 3. Hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ, xin kính chúc phái đẹp thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn tỏa sáng. Thưa quý vị, thời tiết Quảng Ngãi hôm nay 8 tháng 3 chuyển tốt, nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động tôn vinh phụ nữ. Nhiệt độ giảm so với hôm qua khoảng 4 đến 5 độ C, dao động ở mức từ 22 đến 27 độ C. Khu vực miền núi có mưa rào nhẹ vài nơi. Còn thời tiết ngày mai 9 tháng 3, khối không khí lạnh đang suy yếu, ngày mai thời tiết ở tỉnh Quảng Ngãi dự báo sẽ có nắng, ngày không mưa. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiều mây, không mưa, ngày nắng. Thị trấn Ba Tơ, ngày có mây, nắng gián đoạn. Huyện Lý Sơn, nhiều mây, ngày có lúc nắng, đêm và sáng trời lạnh. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu nên cường độ gió Đông Bắc sẽ giảm dần. Tại khu vực Bắc Biển Đông, gió còn khoảng cấp 6 và sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3, cường độ gió tiếp tục giảm thêm và tình trạng biển ổn định trở lại. Lúc này, bà con ngư dân ra khơi đánh bắt rất thuận lợi. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió chỉ hoạt động ở mức cấp 5. Tuy nhiên, mưa dông lại có xu hướng gia tăng trong những ngày tới. Các tàu thuyền cần lưu ý với tầm nhìn giảm thấp, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, gây trở ngại cho các hoạt động trên biển. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 11 tháng 3, phía Bắc khu vực Duyên Hải có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội trưa hửng nắng nhẹ, sáng có sương mù, trời khô ráo, đêm rét với mức nhiệt duy trì từ 17 đến 25 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, trời nắng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Đà Nẵng có mây, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255-3174-868, máy lẻ 741-743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.